sao mà lâu quá vậy bà? 2 tiếng đồng hồ rồi. Trời ơi, tội nghiệp con gái tôi quá. Cầu trời khẩn Phật tổ tiên linh thiêng phù hộ cho con Mai, cho con Mai nó mẹ tròn con vuông, bình an mạnh khỏe. Bác sĩ đó, bác sĩ ra rồi. Sao rồi bác sĩ? Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông. Con trai hay con gái bác sĩ? Một bé trai rất là kháu khỉnh. Trời ơi, mừng quá. Bố mẹ, cô cưng của bà, cô cưng của bà, tôi ghét quá. Mẹ, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ nhớ hồi con còn nhỏ đó, mẹ sinh ra con một chút xíu vậy nè, mà chớp mắt một cái con đã là mẹ rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Bà thôi mất ước đi, ngoại nó cười kìa. Phải không cháu ngoại? Ông này. Bây giờ con cũng là mẹ rồi, con mới hiểu được nỗi lòng của bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm. Và con mãi biết.